các em học sinh khối 10 của trường HTS. Thì chúng ta đã có đề cương trắc nghiệm và tự luận môn toán học kỳ 2 lớp 10 rồi. Thì chỉ còn khoảng 2 tuần nữa thi thôi. Và vừa rồi điểm thi giữa kỳ của khối 10 trường ta hơi thấp. Vì thế là thầy sẽ dạy các em cái phần làm trắc nghiệm sao cho đạt kết quả cao nhất. Chúng ta cùng bắt đầu với câu 1 trắc nghiệm. Đề bài yêu cầu là bất phương trình nào sau đây không tương đương. Nhớ những em nhé, là từ không tương đương với bất phương trình x cộng 5 lớn bằng 0. Thì cái bất phương trình x cộng 5 lớn bằng 0 này thì nghiệm của nó sẽ là x lớn bằng mấy nhỉ? Nghiệm là x sẽ lớn hơn hoặc bằng âm 5. Thì hai bất phương trình mà tương đương nhau ấy, khi chúng có cùng tập nghiệm, không tương đương nghĩa là không cùng tập nghiệm. Và các em thấy ngay ở đáp án D này, nghiệm này này, đấy là x trừ 5 lớn bằng 0, nghiệm sẽ x lớn bằng 5. Vậy là đáp án D của thầy, nghiệm là x lớn bằng 5 chứ không phải bằng trừ 5. Vậy ta chọn D là không tương đương với bất phương trình x cộng 5 lớn bằng 0. Còn ở câu 2, yêu cầu là tìm tập xác định của hàm số. Tập xác định của hàm số thì các em biết rồi, là căn A này mà có nghĩa khi và chỉ khi là A phải lớn bằng 0. Có nghĩa là biểu thức trong căn lớn bằng 0, nghĩa là 2x bình trừ 5x cộng 2 là lớn hơn bằng 0. Đến đây thì các em dùng máy tính cho thầy. Với máy mới thì các em dùng cho thầy mốt A nhé. Bất phương trình đa thức bậc từ số 2 số 4 thì các em chọn thầy là bậc 2, chọn số 2. Lớn bằng 0 thì các em chọn thầy số 3. Nhập thầy số A vào, A là 2 bằng, B là trừ 5 bằng, C là 2 bằng. Vậy là nghiệm của thầy là x nhỏ hơn bằng 2 hoặc x lớn bằng 2. Đấy, x nhé, nhỏ hơn hoặc bằng 1 phần 2, xin lỗi là x nhỏ hơn bằng 1 phần 2 hoặc x lớn bằng 2. Vậy là thế ngay này, ta chọn đáp án gì nhỉ? Đáp án A. Đấy. Âm vô cùng đến đoạn 1 phần 2 hợp với từ 2 đến dương vô cùng. Ta sang câu 3. Câu 3 là tìm nghiệm của bất phương trình. Câu này dễ quá rồi đúng không các em? Câu 3 là 2x trừ 1 lớn hơn 0. Thì các em giải ra ngay là x sẽ lớn hơn 1 phần 2. Và trong bài này thì các em chọn đáp án nào nhỉ? Tập nghiệm sẽ là từ 1 phần 2 đến dương vô cùng ấy, lớn 1 phần 2 mà. Ta chọn D. Câu 4 là cặp số 1 trừ 1 là nghiệm của bất phương trình nào? Thì với câu này thầy khuyên các em là thay cặp nghiệm này vào với trái phương trình, với trái bất phương trình nhé. Giả sử thầy thay cặp 1 trừ 1 vào đáp án A, x thay bởi 1, x thay bởi 1 cộng 4y, 4 thay bởi âm 1. Thì 1 cộng với âm 4 bằng trừ 3 đã nhỏ hơn 1 chứ nhỉ? Nhỏ hơn 1 rồi. Vậy là gì? Đáp án A là đúng. Bởi vì là trừ 3 nhỏ hơn 1 mà, là luôn đúng. Vậy ta chọn đáp án A. Nhị thức trừ 2x, sang câu 5 là nhị thức trừ 2x trừ 3 nhận giá trị dương khi và chỉ khi. Thì có nghĩa là ta đi giải bất phương trình đấy, nghĩa là trừ 2x trừ 3 phải lớn hơn 0 mà, nhận giá trị dương lớn hơn 0. Ta chuyển vế sang thì tương đương với trừ 2x lớn hơn 3, đúng không? Sau đó là hệ số của x không thể âm được, ta phải đưa hệ số x về dương. Ta nhân cả hai vế âm 1, trừ 2x nhân với âm 1 là bằng 2x, 3 nhân với âm 1 là trừ 3. Khi nhân hai vế với số âm, bất phương trình đổi dấu thành 2x nhỏ hơn âm 3. Và các em giải ra là tương đương với x sẽ nhỏ hơn âm 3 phần 2. Ta có chọn đáp án gì đây? Đáp án A, x nhỏ hơn âm 3 phần 2.
Ta sang câu 6. Câu 6 là tìm nghiệm của toán lớp bậc 2. Nghĩa là các em đi giải phương trình đúng không? Fx bằng 0. Đấy. Thì bấm máy tính thôi các em ạ, bấm máy tính thôi. Giải phương trình bậc 2 các bạn bấm máy tính như thầy. Là nhập nhá, nhập vào này. 19, máy mới có thể 19, máy cũ các em là 153 đúng không nhỉ? 9. Phương trình của thầy là số 2. Ta chọn bậc 2. Ở đây là x thì là 1. Y thì là b thì à, xin lỗi, a là 1, b là 4 và c là âm 5 bằng. Được nghiệm là x bằng 1 hoặc x bằng trừ 5. X bằng 1 hoặc x bằng trừ 5 thì các em chọn đáp án xem nào nhỉ? Ta chọn đáp án gì đây? D. Giải hai nghiệm là x bằng 1, y bằng trừ 5, dễ quá đúng không các em? Câu số 7 là cho tam thức bậc 2 fx bằng trừ x bình trừ 4x cộng 5 lớn bằng 0. À, để bài cho này, lớn bằng 0 nhé. Thì đây là chúng ta phải đi giải bất phương trình bậc 2. Thì các em cũng dùng máy tính cho thầy. Nhớ là các em dùng máy tính cho thầy nhé. Câu số 7. Máy tính này, các em nhập vào mod A. Chọn bậc 2 là số 2. Ở đây là dấu lớn hơn hoặc bằng. Đây lớn bằng đây, các em chọn thầy số 3. Nhớ để bài cho lớn bằng đấy nhé. Thì các em chọn số 3 cho thầy. Các em nhập vào hệ số A là trừ 1, hệ số B là trừ 4, hệ số C là 5 bằng. À, ra tập nghiệm thầy là x lớn bằng trừ 5 hoặc và x nhỏ bằng 1, nghĩa là x trong đoạn trừ 5 1. Ta chọn đáp án nhé, x trong đoạn trừ 5 1. Vậy là các em chọn đáp án gì đây? Ta chọn C đúng không nhỉ? C, x trong đoạn trừ 5 1. Đấy, rất là dễ. Ta sang câu số 8. Câu 8, bấm máy tính thôi các em ạ, bấm máy tính thôi, chả có gì cả. X bình trừ 4 lớn 0, quá dễ rồi, tặng điểm rồi. Mod này, A. Chọn bậc 2. Lớn hơn 0 đúng không? Đây, ta nhìn vào máy tính nhá. Thế ngay là chọn số 1 lớn 0. Các em nhập vào thầy, hệ số A này này, là x bình này, là 1. Bài này không có hệ số của x, nghĩa là b đấy, hệ số b là hệ số của x không có, là nhập b được không. Hệ số c của thầy là tự do là trừ bốn bằng. Vậy là nghiệm của thầy là x nhỏ hơn trừ 2 hoặc x lớn 2. À, x nhỏ hơn trừ 2 hoặc x lớn 2, dễ dàng. Ta khoanh đáp án gì đây? Đáp án a đấy, âm vô cùng đến khoảng trừ 2 hợp với 2 dương vô cùng. Đây là nhỏ hơn trừ 2 này, cái này là nhỏ hơn trừ 2 này. Còn thằng này sao nhỉ? Lớn hơn 2 đây. Đấy, quá dễ. Ta sang câu 9. Tìm điều kiện của bất phương trình. À, nhớ là câu số 9 này điều kiện thôi nhá các em nhá, chứ không phải là ta giải đâu. Nên là điều kiện thôi. Cái từ khóa là điều kiện. Đấy. Điều kiện ở đây mà mẫu phải khác 0. Đúng không? Bất phương trình có mẫu mà. Mẫu khác 0. Nhưng ở mẫu của thầy lại có căn. Lại có căn. Thì các em nhớ cho thầy kiến thức cũ sau này. 1 trên căn A ấy. 1 trên căn A ấy. Thì điều kiện là A lớn 0. Đấy. Được chưa? Thì trong bài này, nếu mà căn là mở mẫu thì biểu thức trong căn là phải lớn 0. Không bằng 0 được đâu, vì nó là mẫu mà, phải khác 0 chứ. Vậy là trong bài này điều kiện là gì? Là 6 trừ 3x lớn hơn 0. Các em giải ra là 6 sẽ lớn hơn 3x. 6 lớn 3x nghĩa là 3x làm sao? Nhỏ hơn 6. Và x nhỏ hơn mấy nhỉ? 2. Đấy. X nhỏ hơn 2 chọn đáp án gì đây? A. À, đúng không? X nhỏ hơn 2. Đấy. Sang câu hệ bất phương trình. À, thì thầy trình bày ra giấy cho các em hiểu bài. Câu hệ này. Sang câu 10 nhé. Câu 10. Là chúng ta đi giải hệ bất phương trình. Câu 10. Hệ này cho là x bình trừ 4 nhỏ hơn 0 và x trừ 1 nhân với x bình cộng 5x cộng 4 lớn bằng 0. Ta kiện đây là bất phương trình 1 đi, đây bất phương trình 2. Thì ở 1 ấy, các em bấm tính như thế thôi, đừng giải tay nhá, đừng có giải tay. Tại bấm máy tính đúng không? Mod A này, bấm máy tính. Số 2 ở đây là nhỏ hơn 0 mà. Thì các em bấm thầy là số mấy đây? Số 2 tiếp.
AX bình có x cộng C nhỏ hơn 0, số 2 tiếp. X hệ số A là 1, đúng không? Hệ số BX không có B, à không có X, B là 0. C tự do là trừ 4, bằng. À, vậy là một của thầy, nghiệm của thầy sẽ là X của thầy thuộc vào đoạn, thuộc vào khoảng từ trừ 2 đến 2. Đấy. Từ trừ 2 đến 2. Đúng không? Bởi vì là X lớn trừ 2 nhỏ hơn 2 mà. Bây giờ ta giải bất trình 2. Ta đi giải bất phương trình 2 nha. Giải bất phương trình 2. Thì bất phương trình 2, chú ý cho thầy này. Ta đi giải nghiệm, giải phương trình ra trước. Các em giải phương trình ra trước đó. Là x trừ 1 á nhân với x bình cộng 5x cộng 4 á bằng 0 đã, đúng không? Đấy, thì các em sẽ giải bất nghiệm đây. Thì đường với x trừ 1 bằng 0 này. Hoặc là x bình cộng 5x cộng 4 bằng 0 thì tính đương nghiệm là x sẽ bằng 1, đúng không? Còn các em dùng máy tính bấm đương nghiệm ra thì nghiệm ở dưới sẽ là x bằng âm 1 hoặc x bằng bao nhiêu? Âm 4. Đấy. Dùng máy tính bấm nghiệm nhá thì các em được hai nghiệm đó là x bằng âm 1 hoặc x bằng âm 4. Sau đó các em lập bảng gì? Anh sẽ lập trục xét dấu thôi. Trục xét dấu nha, trục xét dấu đây. Âm vô cùng này, dương vô cùng đây. Trên trục xét dấu này thì ta đặt các nghiệm, nhớ là ta đặt các nghiệm nhé, đặt các nghiệm này theo thứ tự là từ nhỏ lớn. Bé nhất là âm 4, xong đến âm 1, xong đến 1, đúng không? Để xét dấu trên khoảng này thì các em dùng máy tính để bấm thôi. Ta dùng máy tính bấm nha. Đây, bước 1 là các em nhập cho thầy bất phương cái vế trái của bất phương trình 2 đấy. Nhập cho thầy là cái vế trái bất phương trình 2. Mở ngoặc ra. X trừ 1 đóng ngoặc nhân mở ngoặc. X bình cộng 5X cộng 4. Được chưa? Nhập xong rồi. Thì chúng ta dùng máy tính để xét dấu. Đầu tiên này. Là khoảng từ 1 đến dương vô cùng. Thì các em lấy một giá trị đại diện lớn hơn 1. Từ 1 đến dương vô cùng mà. Thì phải lớn hơn 1. Thì các em lấy một giá trị đại diện. Là chỉ số mấy? Số 2 đi, đúng không? CLC cho x bằng 2, kết quả bằng 18, nghĩa là vế trái bất phương trình thầy ra 18, dương chưa? Dương rồi, vào dấu cộng, quá dễ. Tương tự thế, từ trừ 1 đến 1, các em lấy cho thầy một giá trị đại diện là số 0 đi. Số 0 thầy là làm trong đoạn trừ 1 đến 1 rồi. CLC 0 này. Giá trị thầy ra âm 4. Âm 4. À vậy là ra mang trị âm, tôi trừ. Còn từ trừ 4 đến trừ 1, các em cũng lấy một giá trị đại diện, lấy một số mà lớn hơn trừ 4 nhỏ trừ 1. Thế lấy số trừ 2 đi, sẽ là C trừ 2 đi. Ra 6, à dương, đẹp quá đúng không? Còn từ âm vô cùng đến trừ 4, thì các em lấy cho thầy một giá trị đại diện nhỏ hơn trừ 4, trừ 5 đi, sẽ là C trừ 5. Bằng, âm 24, à nghĩa là bằng trừ. Sau đó là các em đối chiếu cho thầy nhé. Các em nhìn vào dấu của bất phương trình số 2 đây này. Dấu gì đây? Lớn bằng 0. À vậy là nghiệm của 2 của thầy sẽ là x của thầy làm sao nhỉ? Thuộc vào đoạn nào đây? Lớn hơn bằng 0 nhá. Nghĩa là phải nhận số dấu gì? Dấu dương đúng không? Nhận dấu dương. Nghĩa là x thuộc vào đoạn trừ 4 đến trừ 1 hợp với đoạn từ 1 đến dương vô cùng. Đấy, nghiệm như thế. Được chưa? Đến đây ta sẽ kết hợp 1 với 2. Giả sử cái tập này là tập nghiệm S2. Còn tập nghiệm số 1 này, bất phương trình 1 là tập nghiệm S1. Đấy. Bây giờ nghiệm của bất phương trình ban đầu ấy, nghiệm bất phương trình ấy, sẽ là tập S bằng S1 ra S2. Đúng không? Thì các bạn lại vẽ thành trục số ra. S1 ra S2. Đây. Trục số đây. Âm vô cùng này, dương vô cùng này. Ở đây nhá, nghiệm mà x ta đặt cái giá trị của thầy, đặt các giá trị đầu mút của thầy đấy là từ lớn, à từ nhỏ về lớn nhá, từ nhỏ đến lớn. Bé nhất là trừ 4 này, đúng không? Bé nhất là trừ 4. Xong đến số mấy đây? Âm 2 này, đặt cả hai tập luôn nhá. Các bạn này nhớ cho thầy là đặt giá trị đầu mút được cả hai tập luôn. Âm 2. Âm 2 của thằng nghiệm tập S1 đấy. Rồi đến trừ 1. Rồi đến 1, đóng mút đây, 1 đây này. Rồi đến mấy đây? 2. 2.
Đấy. Đầu tiên này, x của thầy lớn hơn trong đoạn trừ 4 đến trừ 1 đây. Trừ 4 đây đến trừ 1 đây. Và từ 1 đến dương vô cùng. Từ 1 đến dương vô cùng đây. Nên ta bỏ phần này đi. Ta bỏ tất cả các khoảng ấy đi đúng không? Ngoài đoạn bên trái của đoạn trừ 4, 1, trừ 1 ta bỏ đi này. Bỏ đi nhá. Đấy. Lại hợp với 1 đến dương vô cùng này. Thì ta bỏ phần trừ 1 đến 1 ta bỏ đi. Không nhận mà. Xong. Để tập nhận S2. S1 đâu? S1 của thầy thì dùng bút xanh nhé, cho dễ nhìn. Là khoảng trừ 2, 2. S1 là khoảng trừ 2 đến 2. Đây, trừ 2 đây. Trừ 2 đến 2. Có nghĩa là ta chỉ nhận cho khoảng trừ 2, 2 thôi. Bên ngoài khoảng này ta sao? Ta bỏ hết đi. Bên ngoài khoảng ta bỏ đi. Vậy là phần nào trống thì ta? Ta lấy. Vậy là S của thầy sẽ bằng này. Khoảng từ trừ 2 đến mấy? Đến đoạn đoạn trừ 1 hợp với đoạn 1 đến 2. Đấy. Giờ ta đối chiếu đáp án. À, số nghiệm nguyên đúng không? Yêu cầu là kể số nghiệm nguyên. Thì nguyên ấy, thì ở đây thấy ngay này. X bao nhiêu đây nhỉ? Giá trị nào lớn hơn trừ 2 nhỏ trừ 1? Có không? Lớn hơn trừ 2 nhỏ bằng trừ 1 là trừ nhỉ? Trừ 1 luôn. Vì thế giống hoặc vuông mà. Nên các em nhận trừ 1 là số nguyên. Tương tự thế. Đoạn từ 1 khoảng 2 thì các em nhận 1 tiếp. Nhận 1 tiếp. Nhận 1 tiếp. Đấy. Vậy là ở đây các em thấy ngay là có hai giá trị nguyên. Đúng không? 2. Hai giá trị nguyên. Chọn đoán gì đây? A. Chọn A các em nhá. Chọn A. Đấy. Sang câu 11. Câu 1 hỏi là bất phương trình trị tuyệt đối này có bao nhiêu nghiệm nguyên. Thì các em phải nhớ lại thầy lý thuyết. À, câu 11 đấy. Nhớ lại thầy lý thuyết nha. Lý thuyết là gì? Ở câu 1 lý thuyết nhớ thầy là trị tuyệt đối của A mà nhỏ hơn số K. Nhớ nhé. Trị tuyệt đối của biểu thức A nhỏ số K này thì nó sẽ tương đương với A của thầy sẽ nhỏ hơn K và lớn hơn âm K. Vậy quay bài này, trị tuyệt đối của x trừ 5 nhỏ bằng 4 thì đời sẽ tương đương với x trừ 5 của thầy sẽ nhỏ bằng 4 và lớn bằng trừ trừ 4. Điều sẽ tương đương với hệ này, x trừ 5 nhỏ bằng 4 và x trừ 5 lớn bằng âm 4. Các em giải cho thầy thôi, âm 4 nhé. Vậy là x sẽ nhỏ bằng mấy đây? Trừ 5 cộng trừ 5 sang với kia sẽ thành 5, 5 4 là 9. Cái x lớn mấy nhỉ? Trừ 4 cộng 5 là bằng 1. Vậy là nguyên. Bao nhiêu nguyên? X của thầy thuộc vào đoạn 1, 9. Vậy là có 9 nghiệm nguyên đúng không? 9 nghiệm nguyên. Đấy, 9 nghiệm nguyên. Dễ quá. Chọn đáp án nào đây? Chọn C. Đúng không? 1 đến 9 mà, 9, 9 số nguyên. Sang câu 12. Câu 12 yêu cầu là bất phương trình vô nghiệm 5x bình này trừ x cộng m nhỏ bằng 0 vô nghiệm. Vô nghiệm ấy khi nào? Khi mà trừ khi mệnh đề khẳng định mà nó sai thì phủ định phải đúng, ngược lại phủ định đi. Thì tương đương với 5x bình trừ x cộng m là lớn 0 với mọi x. Đấy, đúng không? Ta làm như thế, có nghĩa là nếu mà bất phương trình 5x bình trừ x cộng m mà nhỏ hơn hoặc bằng 0 vô nghiệm thì 5x bình trừ x cộng m lớn hơn 0 là phải đúng với mọi m. Nghĩa là lớn 0 với mọi gì? À, sẽ là mọi x. Mọi x thuộc tập R là chính xác nhất. Bất phương trình bậc 2 mà lớn hơn 0 với mấy thuộc R biết rồi đúng không? Thì khi nào đây? Hệ số A của thầy là phải lớn hơn 0. Delta phải làm sao? Delta là B bình ấy. Trừ 4AC đấy. Là phải bé hơn 0. Đấy, các em giải ra ngay. Là tương đương với A bằng mấy đây? A5 là lớn hơn 0 rồi. Đúng rồi. Delta thể là B bình là mấy? Là 1 trừ 4 nhân 5 nhân M là nhỏ hơn 0.
đều sẽ tương đương với là 1 sẽ nhỏ hơn 20m. Đúng không? 1 nhỏ hơn 20m. Chuyển biết sang mà. 1 trừ 20m nhỏ hơn 0, 1 nhỏ 20. Nghĩa là 20m lớn 1 ấy. 20m lớn 1 thì nghĩa là m phải lớn hơn mấy? 1 phần 2. 20. Ta sẽ đáp án nhé. Câu 12 thì m lớn 1 phần 20. Vậy ta chọn đáp án B. Đấy, m lớn 1 phần 20. À, câu 12. Sang câu 13. Câu 13. Câu 13 ở đây bài toán yêu cầu là tìm m để tập xác định của hàm số là r. Nghĩa là gì? Nghĩa là cái điều kiện này này. Các em biết rồi. Điều kiện trong căn là phải lớn bằng 0, nghĩa là x bình trừ 2mx trừ 2m cộng 3 phải lớn hơn bằng 0 với mx, đúng không? Thì nó mới là có tập xác định r. Bình thường trong điều kiện trong căn là gì thôi, là lớn bằng 0 thôi, nhưng vì là có tập xác định là r đấy, là đúng với mọi x ấy, nên là cái điều kiện này là phải lớn hơn bằng 0 đúng với mọi x. Tan được bậc 2 mà lớn hơn bằng 0 đúng với x khi nào? Khi các em biết rồi là hệ số a phải làm sao lớn hơn 0 và delta bé bằng 0, vì đều dấu bằng này. Chú ý nhé, ở cái điều kiện có dấu bằng nên điều kiện delta phải dấu bằng. Vậy delta bé bằng 0 là a làm sao đây? A có thể là dương chưa? A có thể là bằng 1 dương rồi. Delta có thể là bằng mấy đây? B bình là trừ 2m tất cả bình. Đúng không? Trừ 4ac trừ 4. A là 1 rồi. C có thể là trừ 2m cộng 3. Và các em khai triển ra đấy, cái này phải nhỏ bằng 0. Đây tương đương với là 4m bình cộng này, trừ 4 nhân với trừ trừ 2m là cộng 8m. Trừ 4 nhân 3 là trừ 12. Biến mà không. Thế nên ta không dạy gì giải tay các em nhé. Ta bấm máy tính rồi, bấm máy tính như thầy. Lại dùng công thức gì? Ta dùng mod mod a. Mod a bậc 2 nhỏ bằng 0 mà. Nhỏ bằng 0 thì chọn số mấy? Số 4. Để số 4 này, nhỏ bằng 0 nhá. Số 4. A là hệ số a là 4 này. Hệ số b là 8 này. Số C là trừ 12 bằng. Vậy là thầy thì được nghiệm là M sẽ lớn bằng trừ 3 nhỏ bằng 1. Nhớ là trong máy tính là X, nhưng đây là mình đang giải bất phương trình ẩn M mà, nên sẽ là nghiệm là M trừ 3 1. Khoanh đoán nào nhỉ các em nhỉ? Đoạn trừ 3 1. À sẽ nguyên cơ. M phải nguyên cơ. M thuộc Z rồi các em ạ. Chưa xong, M thuộc Z bao nhiêu giá trị nguyên cơ mà. Đấy, mà thuộc Z. Suy ra M của thầy là bằng trừ 3 này, trừ 2 này, trừ 1 này, 0 này, và 1 đúng không? 1, 2, 3, 4, 5 giá trị nguyên. Ta khoanh đáp án gì nhỉ? Chúng ta khoanh đáp án D nhé. M của thầy là gồm 5 giá trị nguyên. Ta khoanh D. Ta sang câu 14. Câu 14 thì các em bạn nào mà không biết giải bất phương trình mà chưa căn ấy, hay là quên công thức rồi đấy, thì các em có thể thử đáp án được. Bằng cách này, ta đưa toàn bộ bất phương trình của thầy sang vế trái, vế phải là số 0 nhá. Đây. Bất phương trình thầy này sẽ tương đương gì đây? Tương đương với là căn bậc 2 của 8 trừ x trừ đi mở ngoặc x trừ 2 sẽ nhỏ bằng gì? Bằng 0. Đúng không? Sau đó các em dùng Caso bằng cách nhập cái này này, nhập cái vế trái này vào máy tính như thế này, vào máy tính như thế này nhập nhá. Bạn nào mà quên ấy, quên giải bất phương trình vô tỉ ra bấm máy tính được. Đây nhập xong, nhập vế trái vào bất phương trình thầy, căn bậc 2 này vào máy tính nhá. 8 trừ x trừ đi mở ngoặc, đúng không? X trừ 2 đóng ngoặc. Đấy. Nếu mà ta thử giá trị đại diện trong các đáp án mà nó nhỏ hơn bằng 0 thì nó đúng, bởi vì dấu của thầy là dấu nhỏ bằng 0 mà, đúng chưa các em? Còn nếu mà ta mà thử đáp án mà nó lớn hơn 0 là đáp án sai. Đầu tiên là ta thử đáp án A trước. A từ 4 đến dương vô cùng.
Đáp án A của thầy là từ 4 đến dương vô cùng. Nhớ nhá, từ 4 đến dương vô cùng. Thì các em bấm tính thầy này. Ta lấy giá trị lớn 4 đúng không? 100 đi, cho hành tráng. Dương vô cùng cơ mà. Cái lớn 4 là được đúng không? Thì ta thử xa xa tí. Hay 100 xem nào. Bằng. Ôi dồi ôi. Lỗi phép tính. À, vậy đáp án A sai. A sai. Xem nào. À, nếu mà A sai thì D cũng sai các em ạ. Bởi vì là tập D của thầy cũng chứa 4 đến dương vô cùng đúng không? Vậy là D cũng sai nốt. A sai, D phải sai. Rồi. Còn đáp án B và C đúng không? Thì đáp án B ra thử sau này. Âm vô cùng đến trừ 1. Đấy. Thì C là C nhé. Các em thử giá trị này. Âm vô cùng trừ 1. Nghĩa là ta lấy giá trị đại diện mà nhỏ trừ 1. Âm 100 đi. Đúng không? Âm vô cùng trừ 1 mà. Âm 100. Âm 100 đúng nhá. Bằng 112. 112 thì có nhỏ bằng 0 không nhỉ? Bởi vì dấu bất phân trình thầy là dấu gì? Nhỏ bằng 0 cơ. Mà thầy bấm giá trị ra thì khi thử giá trị vào ấy thì ra 112 lớn 0. Vậy thỏa mãn bất phân trình không? Chắc chắn không rồi, bởi vì cái nhỏ bằng 0 cơ. Vậy B cũng sai. Cuối cùng ta khoanh gì? Khoanh C. C mới đáp án đúng. Các bạn tin đúng không? Thầy cho tin luôn. Đây. C là C nhá, giả sử này. Trong đoạn từ 48 thầy lên số 5 đi. Số 5 đi. Đấy, âm chưa? SD trừ 3 căn 3, các bạn bấm SD cho thầy để chuyển về số thập phân. Đấy, âm chưa? Âm 1,2 chưa? Nhỏ không chưa? Bằng không chưa? Đấy, đúng không? Khoanh C. Nếu bạn nào không biết bấm giải bất trình thầy mới tính được, không sao cả. Ta sang câu số 15. Câu số 15 là yêu cầu là fx lớn hơn hoặc bằng 0. Đúng không? Fx lớn bằng 0 với mẫu x của r. Câu 15. Có nghĩa là x bình này cộng 2x cộng m là lớn bằng 0 với mẫu x thuộc r. Thì giống bài trước rồi. Nếu mà tam thức bậc 2 mà lớn hơn bằng 0 x thuộc r ấy, điều kiện là gì? Điều kiện này số a phải làm sao? Phải lớn hơn 0. Đúng không? Và delta phải làm sao? Delta là b bình, nhớ nhá, delta là b bình. Chỉ 4ac này phải nhỏ hơn bằng 0. Cứ lớn hơn 0 hoặc là nhỏ hơn 0 với mẫu x thuộc r thì delta luôn luôn là bé hơn 0 hoặc bé hoặc bằng 0. Nghĩa delta không có dương được, delta chỉ âm thôi. Đấy, a là bằng mấy rồi? Thế ngay, các em thấy ngay rồi, a là mấy đây? A là bằng 1 dương chưa? A 1 lớn hơn 0 rồi nhá, thỏa mãn rồi nhá. Delta thì b bình là mấy? B là 2 này, b bình là 4 đúng không? Trừ đi 4 nhân a, 4ac mà. 4ac là 4 nhân a nhân 1 nhân c là mấy? M. Phải biết bằng 0. Thì tương đương với 4 trừ 4m nhỏ bằng 0 đúng không? Các em bấm tính cho thầy ra thôi. Thành 4 nhỏ bằng 4m hay sẽ tương đương với là m lớn bằng 1. 4m lớn bằng 4 mà, m lớn bằng 1. Vậy ta khoanh đáp án gì nhỉ? Khoanh đáp án A. Bây giờ chúng ta sẽ sang câu 16. Câu 16 yêu cầu là tìm m để phương trình bậc 2 có hai nghiệm x1 x2 thỏa mãn. À. Câu 16. Thì các em thấy ngay này, phương trình bậc 2 mà có hai nghiệm khi nào? Chắc chắn hệ số a điều kiện là gì đây? Điều kiện phương trình bậc 2 có hai nghiệm khi nào nhỉ? Hệ số a phải làm sao? Phải khác 0. Đúng không? Delta phải làm sao? Phải lớn bằng 0. Nhớ nhá, phương trình bậc 2 mà có hai nghiệm. Hai nghiệm thôi. Thì hệ số a phải khác 0 đã và delta lớn bằng 0. Còn hai nghiệm phân biệt thì delta lớn hơn 0. Các em giải cho thầy thôi. Vậy sẽ tương đương với hệ số a là mấy đây? Hệ số a là m trừ 1 khác 0. Delta của thầy là b bình là trừ 2 trừ 2m cộng 4. B của thầy nhé, B thầy này. Đây là B thầy này. Đã nhân với nhau này, trừ 2m cộng 4 tất cả bình. Đấy. Trừ đi 4ac. 4 nhân a là m trừ 1. Nhân với c là m trừ 3. 4ac mà, c thấy này. Đây là c đây. Đây là b, đây là a, đúng không? Đấy. Và cái này nhỏ bằng 0. Nhỏ hơn bằng 0. À xin lỗi, lớn bằng 0. Xin lỗi, lớn bằng 0. Đấy, giả ra nhá, thì tương đương với này. Khai triển ra là m khác 1.
Chỗ này là sẽ là khai triển hàng thức ra là 4m bình trừ 16m cộng 16. Đấy. Các em nhớ là khai triển hàng thức ra nhá. A chia với thức bình ấy. Trừ đi 4 nhân m ngoặc này, m nhân m là m bình. M nhân trừ 3 là trừ 3m. Trừ 1 nhân m là trừ m. Trừ 1 nhân trừ 3 là cộng 3. Lớn bằng 0. Điều sẽ tương đương với m khác 1 và 4m bình trừ 16m cộng 16 trừ đi 4m bình cộng trừ 4 nhân với trừ 3 à, chỗ này là trừ 3m với trừ m đúng không, là trừ 4m, trừ 4m nhân trừ 4 là cộng 16m, trừ 4 nhân với 3 là trừ 12 là lớn bằng 0. Điều sẽ tương đương với m khác 1 ở dưới sẽ là 4m bình này, trừ 4m bình hết, trừ 16m cộng 6m hết, 16 trừ đi 12 là 4. Nếu mà không luôn đúng. Luôn đúng mà. Luôn đúng nhá. Vậy điều kiện này là m khác 1 thôi. M khác 1. Nhưng đây này, ta thêm điều kiện thứ hai nữa. Điều kiện thứ hai nữa đó là gì? Đó là x1 cộng x2 cộng x1 x2 bé hơn 1 đúng không? Thì theo VS ấy, x1 cộng x2 bằng trừ b trên a. Trừ b trên a nghĩa là sẽ bằng 2 nhân với m trừ 2. Trừ b mà thì mất trừ rồi. B của thầy là trừ 2 nhân với m trừ 2. Còn trừ b sẽ là 2 nhân m trừ 2. 2 nhân m trừ 2. Chia a là m trừ 1. Cộng với x1 nhân x2 c trên a. C trên a là m trừ 3. Trên m trừ 1. Nhỏ hơn 1. Đấy. Thì cái điều sẽ tương đương với, ta tính ra nhá, tương đương với này. Trung mẫu bên phía trái là trung mẫu chưa? Trung mẫu rồi đúng không? Vậy 2m mà cộng m là 3m. Chỗ này là 2 nhân trừ 2 là trừ 4. 2 trừ 4 cộng trừ 4 mới trừ 3 là trừ 7. Chia cho m trừ 1. Nhỏ hơn 1, nhỏ hơn 1 nhá. Nghĩa là trừ 1 bé hơn 0. Chuyển vế sang mà. Nhỏ hơn 1 nghĩa là trừ 1 bé hơn 0 các em ạ. Ta quy đồng lên. Thì tương đương với 3 mà mỗi chung thể là m trừ 1 ấy. 3 m trừ 7 trừ đi mỗi chung là m trừ 1, m trừ 1 chia cho m trừ 1 bé hơn 0, bé hơn 0. Vậy các em giải cho thầy ra thì tương đương với này 3 m trừ m còn 2 m. Chỗ này này trừ 7 trừ với trừ 1 cộng 1, trừ 7 và cộng 1 là trừ 6 trên m trừ 1 bé hơn 0 đúng không? Điều sẽ ra tương đương với là sẽ ra được hai nghiệm các em ạ. Ra được hai nghiệm. Chỗ này thì nhiều bạn không biết giải. Nhiều bạn biết rồi đúng không? Ta bất phương trình bậc nhất trên bậc nhất quá đơn giản. Các em giải tử số ra bằng bằng 3, giải mẫu ra bằng 1 đúng không? Sau ta lập bảng xét dấu là xong. Điều kiện là m khác 1 đấy. Thì ra nghiệm của thầy sẽ là m lớn hơn hơn 1 nhỏ hơn 3. Đến đây dễ rồi đúng không? Hoặc thử máy tính, bạn nào mà không biết làm thì ta thử đáp án. Đến đây thử đáp án này. Xem cái đáp án thỏa mãn phương trình là nhận. Và bài ta chọn đáp án gì? A. 16 nhá, các em chọn đáp án A thầy. Đấy. Sang câu 17. Sang câu 17. Thì các em dùng máy tính thôi. Nhớ này. Đưa radian đúng không? N độ. N độ phải A độ đi. A độ ấy. Để đưa radian thì sắp xỉ ra tương đương với radian là gì đây? Ta lấy A độ này chia cho bao nhiêu? 180 nhân với pi radian. Đấy, đây là công thức nhé. Thì các em lấy thôi, đơn giản thôi mà. Lấy phân số này. Lấy đây. A độ 250 độ đúng không? 250 độ này. Chia cho 180 đúng không? Nhân với pi, pi đây, ship này. Pi nhá, ship này. 10x này, đúng không? Là pi. Kết quả bằng bao nhiêu? Bằng 25 phần 18 pi. Dễ quá, chọn đáp án B. Đấy. Câu 7 xong. Ta sang câu 18.
18 là chọn khẳng định sai. Khẳng định sai. Thế này thì đáp án A nhé. Cứ cộng với K2P thì dễ kem rồi, đúng không? Cứ cộng K2P thì sin của A cộng K2P bằng sin A. Cái đúng. Đáp án B. Cốt của A cộng K2P bằng cốt A. À, cái này sai rồi kem ạ. Sai rồi. Nó chỉ đúng khi nào? Nó đúng khi là K2P thôi. Thì nó có sin cốt đúng với K2P rồi. Còn K2P là sai. Tang cơ. Tang với cô tang thì mới đúng là K2P là đúng. Đấy. Dương tang cô tang phải cộng K2P bằng cô tang pi cộng với K2P. Tang của A cộng K2P bằng tang A là đúng. Vậy cho đoán B nhé. Chọn B. Sai chọn B. Câu 19. Chọn khẳng định đúng. À đây góc, góc bù nhau này kem này. Góc bù nhau nhá. Góc bù mà. Thì nhớ cho thầy cái đặc biệt góc bù. Quy tắc nhớ đấy. Cốt đối sin bù. Sin bù thì giữ nguyên dấu. Đúng không? Sin bù thì giữ nguyên dấu. Vậy là đáp án B sai. Sin của P chữ A phải bằng sin A cơ. Nên là bằng lại đổi dấu đã sai rồi. Còn cốt bù thì đổi dấu. Đây, vậy là D đúng em ạ. D đúng bởi vì là cốt của P chữ A bằng chữ cốt A đúng. Sin cốt đối mà. Cốt đối sin bù tang hơn kém pi thì giữ nguyên dấu. Câu 20. Câu 20 này. Là chọn khẳng định đúng. Ôi dễ ngay, thuộc về cái này thuộc công thức thôi. Đúng không? Sin bình trừ cốt bình bằng 1 là sai, phải là gì? Phải là cộng tang bằng 1 trên cos tang sai, tang bằng âm 1 trên cos tang sai, đây phải là gì? Cộng mới đúng. Còn chỗ này sai nốt, sin cộng cos bằng 1 là sai, phải là sin bình của cốt bình bằng 1 cơ. Vậy chọn A đúng em. Vậy là thầy đã chữa cho các em 20 câu đầu tiên về trắc nghiệm. Không khó đúng không? Buổi học lần sau thầy sẽ chữa tiếp những câu còn lại. Các em nhớ theo dõi bài của thầy nhé. Đăng ký và chia sẻ kênh cho thầy. Xin cảm ơn các em. Và hẹn gặp lại các em trong 1-2 ngày tới. Thầy sẽ chữa hết đề cương cho các em. Chào các em.